ở nhà mà chống Covid thì không nên ra đường. Nếu cố tình không theo chỉ thị thì các anh lại bế lên phường. Có ý thức tí đê, hãy chung tay dập dịch, hết cổ hồn Covid qua đê. Nhạc ăn mừng sập sinh, sáng thức dậy bật điện thoại lên, lướt nhiều feed theo toàn tin Covid. Hóa với tư tin đường thủy vẫn đông, vậy làm sao dập dịch cho hết. Cảnh những cộng đồng thì vẫn cứ tăng dần, tình thế giờ như tóc trong ngàn cân. Mọi người tự nên đợi là bản thân, chỉ ra ngoài khi có việc cần nhất. Nên có ý thức tí đê, hãy chung tay dập dịch, hết cổ hồn Covid qua đê. Nhạc ăn mừng sập sinh, thức dậy sớm lại nắng bình minh, không còn lo nghe về Covid, trở về cuộc sống ngày cũng bình yên, vĩnh biệt cô hồn và vĩnh biệt Covid. Nhớ. Bye bye.